Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách pha trà Lipton Thảo Mộc, là một thức uống ngon các bạn có thể dễ dàng pha tại nhà hoặc là các bạn làm để kinh doanh cũng được. Trà này thì nó có tới 10 vị lận, và nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách pha thì hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để pha trà Lipton Thảo Mộc á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đây là những cái set trà. Mỗi một cái set trà như thế này thì mình sẽ pha là một ly nha các bạn nha. Một ly thì nó sẽ từ 400 cho đến 500 ml ha, cái ly, cái thể tích của cái ly á là từ 400 đến 500 ml ha. Thì ví dụ như ở ngoài thị trường các bạn uống một cái ly trà Thảo Mộc như vậy á 30-40 ngàn, nhưng mà đảm bảo với các bạn luôn là nó không chất lượng bằng mình tự mua mình nấu mình pha ở nhà đâu. Thì một lát nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem là trong một cái set trà như thế này nó gồm những cái thành phần nào. Ngoài set trà Lipton Thảo Mộc ra đó thì mình sẽ có thêm là, ví dụ như các bạn thích mà dùng thêm với lại tắc thì các bạn dùng, còn không thì các bạn dùng chanh hoặc là cam cũng được nha. Set trà thì mình sẽ có là 5 set trà và nước thì mình sẽ có là 750 ml. Hôm nay mình làm cái công thức này chuẩn luôn để cho các bạn pha ở nhà cho nó ngon, và thứ hai nữa là mình kinh doanh được luôn ha. Và đường phèn, nếu mà mình làm để mình bán thì mình dùng là đường cát đi ha, cho nó rẻ. Và xíu muối đó, tại vì thấy nhiều bạn hỏi mình á là trong những cái ngày nóng á thì mình nên uống những cái loại thức uống nào, hoặc là mình vừa uống ở nhà được mà mình vừa kinh doanh được nữa, thì mình muốn giới thiệu với các bạn cái set này. Set này mà các bạn nào muốn mua thì các bạn để lại bình luận cho mình biết nha. Thì đây là một cái set trà. Set trà này thì mình sẽ có ở đây là đường phèn luôn, dành cho những bạn nào uống nóng, uống trà nóng á các bạn, thì mình sẽ có một cái này là đủ uống luôn. Còn nếu mà mình uống với đá thì mình phải dùng thêm đường nữa ha, chứ còn cái gói này thì nó không có đủ cái độ ngọt để mình uống với đá. Ngoài đường phèn và trà ra thì mình sẽ có thêm là táo đỏ nè, xí muội nè, cái này là trần bì ha các bạn, là vỏ quýt đó, rồi cam thảo nè, kỷ tử và tim sen ha. Còn hai cái này là long nhãn nè các bạn, long nhãn và nho khô, đây nho khô đây. Thì nói chung trong một cái set trà như vậy á, thì các bạn sẽ có 10 vị luôn ha các bạn. Trà, đường phèn, cam thảo, trần bì, táo đỏ, xí muội, kỷ tử, tim sen, long nhãn và nho khô. Đây, khi mà nước nó sôi rồi đó thì các bạn sẽ cho mình cam thảo và táo đỏ vào đây, mình nấu cỡ khoảng 5 phút ha. Tất cả những cái nguyên liệu này á, mặc dù là mình làm tương đối sạch rồi, nhưng mà các bạn về các bạn cũng nên rửa sơ lại, rửa sơ với nước á. Còn những cái thành phần còn lại, ví dụ như là xí muội rồi và nho khô, long nhãn, hạt sen, tim sen đồ các bạn, thì mình cũng rửa sơ luôn ha. Đây, nấu được 5 phút rồi thì bây giờ mình cho tất cả những cái nguyên liệu còn lại vào đây luôn ha. Các bạn nấu thêm cho mình đúng 5 phút nữa. Trường hợp mà các bạn làm để mình kinh doanh á, thì các bạn cũng nấu sẵn luôn ha. Khi nào mà bán thì mình mới cho tắt vào thôi. Còn tất cả những cái nguyên liệu này các bạn cứ việc nấu sẵn hết cho mình nha. Nấu sôi lên khoảng 5 phút nha các bạn. Sau khi mà nấu sôi rồi đó thì bây giờ mình tắt lửa nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 5 cái gói trà ha. Trà thì trà Lipton đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải trà tầm bậy bạ ha. Trà Lipton ha, rất là ngon, uống nó thơm lắm. Thì bây giờ mình để đây cỡ khoảng 5-7 phút gì đó cho nó ra trà thôi. Đây thì mình sẽ đổ ra cái lượng đường phèn trong 5 cái gói này ha các bạn. Các bạn mà pha ở nhà uống á, thì các bạn pha làm sao cho vừa uống là được rồi. Nhưng mà mình làm công thức để mình hướng dẫn các bạn kinh doanh luôn á, thì công thức nó phải chuẩn ha. Tại vì các bạn mà làm kinh doanh thì các bạn pha một lần 5 lít, 10 lít lận, chứ các bạn không pha theo kiểu mà từng ly đâu. Nên là nếu mà công thức mà nó không chuẩn thì các bạn pha ra nó không có ngon. Thì 5 gói đường đó, nó cỡ khoảng 40g đó các bạn. Thì ví dụ như mình làm để mình bán á, uống nước đá nha, trà lạnh nha, thì cứ mỗi một cái ly như vậy á, các bạn múc cho mình là cỡ khoảng 1 muỗng đường phèn. Còn không thì các bạn thay bằng đường cát cũng được. Nhưng mà đường cát á thì các bạn cho mình nó cỡ khoảng 2/3 muỗng thôi nha các bạn. Tại vì đường cát thì nó ngọt hơn và uống nó cũng nóng hơn nữa. 5 ly thì mình cho 5 muỗng ha. Nha, cỡ khoảng 150g đường nha các bạn. Đây, bây giờ chuẩn bị là mình pha ha. Thì cái trà này sau khi mà các bạn để có khoảng 5-7 phút cho nó ra trà đó thì mình bỏ đi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp hết cái phần topping này nè, mình cho nó vào trong mỗi ly. Rồi, bây giờ mình cho đường vào đây ha. Ngoài đường ra thì các bạn sẽ cho mình vào đây thêm là một xíu muối nữa nha các bạn, vài hộp thôi. Sau khi mà khuấy tan đường rồi thì mình sẽ cho nó vào trong ly. Cứ mỗi một ly như vậy thì các bạn sẽ cho mình là 150ml nước ha. Còn về cái trái tắc này nè thì các bạn cứ cắt ra, cứ một ly như vậy thì mình sẽ cho là hai trái nha các bạn. Nhưng mà khi nào mà các bạn bán có khách mua thì các bạn hãy vắt vào để cho nó có cái mùi thơm, chứ còn mà mình vắt mình để sẵn thì nó sẽ không có thơm ha. Đó, trường hợp mà các bạn làm để mình kinh doanh thì các bạn cứ múc hết topping nó vào trong ly như thế này, xong rồi các bạn rót nước trà vào, các bạn đậy nắp lại, rồi khi nào mà có khách mua thì mình sẽ cho thêm tắc và các bạn cho đá vào là xong ha. Bán được rất là nhanh, và cái món này những ngày nóng bán chạy lắm nha các bạn.
các bạn đi dọc đường các bạn cũng thấy người ta bán nhiều quá, trà Lipton thảo mộc đồ nè. Thì một set như vậy á thì mình bán là khoảng 5 gói ha, một có một set 5 gói, một set 10 gói luôn. Các bạn muốn mua set nào cũng được hết. Sau khi mà múc trà xong á thì mình sẽ bắt tắt vào. Cứ mỗi một ly như vậy các bạn bắt cho mình là hai trái. Đây bây giờ múc đá vào nữa thưởng thức thôi. Khi mà các bạn uống thì sẽ có cái mùi thơm nè, vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Và ví dụ như mình tính hết cái giá vốn cho các bạn luôn á là nó cỡ khoảng 10 đến 15 ngàn à, là một ly ha các bạn. Thành thử ra các bạn có thể là bán 20, 25 hoặc là 30 ngàn. Rất là nhiều topping luôn. À, mình vừa uống mà mình vừa ăn được nữa. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách pha trà Lipton thảo mộc. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích thức uống này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.